Chào các bạn, video này tôi xin giới thiệu với các bạn danh sách mã lỗi của máy xúc thủy lực PC1250-8R hoặc -8R1, chúng đều có tương tự như nhau. Sau đây mời các bạn cùng xem. Đối với danh sách bảng mã lỗi của máy xúc thủy lực PC1250-8R hoặc R1 thì tôi chia ra làm hai phần. Đây là video phần 1 và còn một video phần 2 nữa. Ở video phần 1 này thì danh sách mã lỗi có từ A000N1 đến DA22KAKK. Sau đây mời các bạn cùng xem. Danh sách đầu tiên đó là mã ký hiệu A000N1. Mã này được xác định hộp đen của màn hình và lỗi liên quan đến tốc độ động cơ vượt chuẩn. Tiếp theo, mã thứ hai đó là mã AA10NX. Mã này cũng được xác định bởi hộp đen của màn hình, lỗi liên quan đến tắc bầu lọc gió. Mã thứ ba đó là AB00KE. Lỗi này cũng được xác định bởi hộp điều khiển của màn hình và lỗi liên quan đến điện áp xác nhận điện áp sạc mạch bị thấp. Tiếp theo, mã BA+BAZG. Mã này cũng được xác nhận bởi hộp đen của màn hình và nội dung lỗi là liên quan đến áp suất của dầu động cơ bị thấp. Tiếp theo, mã BA+BAZK được xác nhận bởi hộp đen của màn hình và lỗi liên quan đến mức dầu động cơ bị thấp. Tiếp theo, mã BA+BCNS được xác nhận hộp đen của màn hình, lỗi liên quan đến nhiệt độ nước làm mát quá cao. Tiếp theo, mã BA+BCZK được xác định bởi hộp đen của màn hình và lỗi liên quan đến mức nước làm mát của động cơ bị thấp. Tiếp theo, mã BA+CBNS, lỗi liên quan đến nhiệt độ dầu bôi trơn PTO của chúng ta bị cao, tức là cái dầu lối giữa khoang bơm và khoang động cơ. Tiếp theo, mã CA111 được xác nhận ở bởi hộp đen của động cơ và nội dung là lỗi hộp điều khiển ECM của động cơ, dữ liệu bên trong không tương thích. Mã tiếp đó là mã CA115 được xác nhận bởi hộp đen của động cơ, mức độ ưu tiên là E10, lỗi cảm biến, tốc độ NE và tốc độ backup dự phòng. Ở đây backup tức là chúng ta cảm biến tốc độ của hai con cảm biến NE và một con cảm biến dự phòng, chúng ta gọi tiếng Anh gọi là backup, bị lỗi. Tiếp theo, mã CA122 được xác nhận bởi hộp điều khiển của động cơ, mức độ lỗi là E11, lỗi hai cảm biến tốc độ đo NE và backup của động cơ. Mã CA123 được xác nhận hộp đen của động cơ, mức độ lỗi là E11, lỗi liên quan đến tín hiệu cảm biến khí nạp. Tiếp theo, mã lỗi CA131, lỗi này được xác định hộp đen của động cơ, mức độ lỗi là E14, lỗi liên quan đến cảm biến tay ga ở lỗi cao. Mã lỗi CA132 được xác nhận hộp đen của động cơ, mức độ lỗi là E14, lỗi liên quan đến tín hiệu cảm biến tay ga lỗi thấp. Mã lỗi CA135 được xác nhận hộp đen của động cơ, mã lỗi là E15, mức độ ưu tiên là E15, lỗi cảm biến, áp suất dầu động cơ lỗi cao. Mã lỗi CA141 được xác nhận hộp đen của động cơ, mức độ lỗi là E15,
lỗi cảm biến áp suất giữa động cơ, lỗi thấp. Tiếp theo, mã CA144 được xác nhận hộp đen của động cơ, mức độ lỗi là E15, lỗi cảm biến nhiệt độ nước làm mát, ở đây là lỗi cao. Mã lỗi CA145 được xác nhận hộp đen của động cơ, mã lỗi là E15, xin lỗi, mức độ ưu tiên là E15, lỗi liên quan đến cảm biến nhiệt độ nước làm mát, lỗi thấp. Tiếp theo, mã CA153 được xác nhận hộp đen của động cơ, mức độ lỗi là E15, lỗi liên quan đến cảm biến nhiệt. Tiếp theo, mã CA154 được xác nhận hộp đen của động cơ, mức độ lỗi là E15, lỗi liên quan đến cảm biến khí nạp, lỗi thấp. Lỗi CA187 được xác nhận hộp đen của động cơ, mức độ lỗi là E15, lỗi liên quan đến nguồn cảm biến thấp, nhỏ hơn 5V. Mã lỗi CA221 được xác nhận hộp đen của động cơ, mức độ lỗi là E15, lỗi nguồn cung cấp cho cảm biến khí quyển, ở đây là lỗi cao. Mã lỗi CA222 được xác nhận hộp đen của động cơ, mức độ lỗi là E15, lỗi nguồn cung cấp cảm biến khí quyển, ở đây bị thấp. Tiếp theo, mã lỗi CA227 được xác nhận ở hộp đen của động cơ, mức độ lỗi là E15, lỗi nguồn cấp cho cảm biến khí quyển, ở đây là lỗi cao. Tiếp theo, mã CA234 được xác nhận hộp đen của động cơ, mức độ lỗi là không có, lỗi liên quan đến tín hiệu quá tốc động cơ. Tiếp theo, mã CA238 được xác định hộp đen của động cơ, mức độ lỗi là E03, lỗi liên quan đến nguồn cảm biến tốc độ NE của động cơ. Mã lỗi CA263 được xác nhận hộp đen của động cơ, mức độ lỗi là E15, lỗi liên quan đến tín hiệu cảm biến nhiên liệu, ở đây lỗi cao. Mã lỗi CA265 được xác nhận hộp đen của động cơ, mức độ lỗi là E15, lỗi liên quan đến cảm biến nhiên liệu, ở đây lỗi thấp. Mã lỗi CA271 được xác nhận hộp đen của động cơ, mức độ lỗi là E15, lỗi liên quan đến van điện IMV PCV1 chập mạch của bơm nhiên liệu. Mã lỗi CA272 được xác nhận hộp đen của động cơ, mức độ lỗi là E11, lỗi liên quan đến van điện IMV PCV1 hở mạch. Mã lỗi CA273 được xác nhận hộp đen của động cơ, mức độ lỗi là E11, lỗi liên quan đến van điện PCV2 bị chập mạch. Mã lỗi CA247 được xác nhận hộp đen của động cơ, mức độ lỗi là E11, lỗi liên quan đến van điện PCV2 hở mạch. Tiếp theo, mã lỗi CA322 được xác nhận hộp đen của động cơ, mức độ lỗi là E11, lỗi liên quan đến kim phun số 1 hay máy số 1 bị chập mạch. Mã lỗi CA323 được xác nhận hộp đen của động cơ, mức độ lỗi là E11, lỗi liên quan đến kim phun số 5 hay máy số 5 bị chập mạch. Mã lỗi CA324 được xác nhận hộp đen của động cơ, mức độ lỗi là E11, lỗi liên quan đến kim phun số 3 hay máy số 3 bị chập mạch. Mã lỗi CA325 được xác nhận hộp đen của động cơ, mức độ lỗi là E11, lỗi liên quan đến kim phun số 6 hay máy số 6 bị chập mạch. Mã lỗi CA331 được xác nhận hộp đen của động cơ, mức độ lỗi là E11, lỗi liên quan đến sự ngắn mạch của nguồn cung cấp kim phun số 2 hay máy số 2. Mã lỗi CA332 được xác nhận hộp đen của động cơ, mức độ lỗi là E11, lỗi liên quan đến sự ngắn mạch nguồn cung cấp kim phun số 4 hay máy số 4. Mã lỗi CA342 được xác định hộp đen của động cơ, mức độ lỗi là E10, lỗi liên quan đến mã hiệu chỉnh không tương thích. Mã lỗi CA351 được xác nhận hộp đen của động cơ, mức độ lỗi là E10, lỗi liên quan đến mạch điện kim phun bị lỗi. Tiếp theo, mã lỗi CA352
được xác định hộp đen của động cơ mức độ lỗi là E15, lỗi liên quan đến mạch nguồn cung cấp 5V cho cảm biến, ở đây là lỗi thấp. Lỗi mã lỗi CA386 được xác nhận hộp đen của động cơ mức độ lỗi là E15, lỗi liên quan đến nguồn cung cấp 5V cho cảm biến, ở đây là lỗi cao. Mã lỗi CA441 được xác nhận hộp đen của động cơ mức độ lỗi là E10, lỗi liên quan đến điện áp ắc quy của chúng ta bị thấp. Mã lỗi CA442 được xác nhận hộp đen của động cơ mức độ lỗi là E10, lỗi liên quan đến điện áp ắc quy, ở đây là lỗi cao. Mã lỗi CA449 được xác nhận hộp đen của động cơ mức độ lỗi là E11, lỗi liên quan đến hệ thống nhiên liệu có áp suất quá cao. Mã lỗi CA451 được xác nhận hộp đen của động cơ mức độ lỗi là E11, lỗi liên quan đến hệ thống nhiên liệu áp suất cao. Mã lỗi CA452 được xác nhận hộp đen của động cơ mức độ lỗi là E11, lỗi liên quan đến hệ thống nhiên liệu có áp suất thấp. Mã lỗi CA553 được xác nhận hộp đen của động cơ mức độ lỗi là E15, lỗi liên quan đến hệ thống nhiên liệu áp suất cao 1. Tiếp theo, mã lỗi CA554 được xác nhận hộp đen của động cơ mức độ lỗi là 0, lỗi liên quan đến tín hiệu áp suất của hệ thống nhiên liệu bị lỗi. Tiếp theo, CA559 được xác nhận hộp đen của động cơ mức độ lỗi là E15, lỗi liên quan đến hệ thống nhiên liệu và áp suất thấp. Mã lỗi CA689 được xác nhận hộp đen của động cơ mức độ lỗi là E11, lỗi liên quan đến mạch cảm biến tốc độ động cơ NE bị lỗi. Mã lỗi CA731 được xác nhận hộp đen của động cơ mức độ lỗi là E11, lỗi liên quan đến mạch cảm biến tốc độ NE dự phòng bị lỗi, chúng ta hay gọi là backup. Mã lỗi CA757 được xác nhận hộp đen của động cơ mức độ lỗi là E10, lỗi liên quan đến cảm biến liên quan đến dữ liệu động cơ bị mất, tức ở trong hộp đen. Mã lỗi CA778 được xác nhận hộp đen của động cơ mức độ lỗi là E11, lỗi liên quan đến mạch cảm biến tốc độ động cơ dự phòng backup bị lỗi. Mã lỗi CA1633 được xác nhận hộp đen động cơ mức độ lỗi là E0E, lỗi liên quan đến mạch của hệ thống Comnet không được kết nối dữ liệu. Mã lỗi CA2185 được xác nhận hộp đen của động cơ mức độ lỗi là E14, lỗi liên quan đến mạch cảm biến ga, ở đây lỗi cao. Mã lỗi CA2186 được xác nhận hộp đen của động cơ mức độ lỗi là E14, lỗi liên quan đến mạch cảm biến tay ga, điện áp thấp. Mã lỗi CA2249 được xác nhận hộp đen của động cơ mức độ lỗi là E11, lỗi liên quan đến hệ thống nhiên liệu có áp suất thấp. Mã lỗi CA2555 được xác nhận hộp đen động cơ mức độ lỗi là E11, lỗi liên quan đến mạch dơ le sấy có điện áp lỗi thấp. Mã CA2556 được xác nhận hộp đen của động cơ mức độ lỗi là E11, lỗi liên quan đến mạch dơ le sấy có điện áp lỗi cao. Mã D110KB lỗi liên quan đến mạch dơ le ắc quy có tín hiệu đầu ra bất thường. Mã D163KB lỗi liên quan đến mạch dơ le đèn nháy có dòng điện bất thường. Mã D195KB lỗi liên quan đến mạch dơ le cầu thang bị lỗi. Mã DA22KK lỗi liên quan đến hộp điều khiển của bơm có nguồn giảm. Như vậy tôi đã trình bày xong với các bạn danh sách mã lỗi của PC1250-8 hoặc -8R hoặc -8R1 phần 1 của xe máy xúc thủy lực. Mời các bạn đón xem video thứ 2 nói về danh sách bảng mã lỗi của xe máy xúc thủy lực PC1250-8 hoặc -8R1 hoặc -8R, chúng đều giống nhau. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo. Với tổng số mã lỗi của phần này đó là 64 lỗi ở phần 1 trên tổng số 130 lỗi của toàn bộ mã lỗi, danh sách mã lỗi của máy xúc thủy lực PC1250-8.